Ăn có độc. Ở ngày xưa, có một người nông dân nuôi bò mát tay, có tiếng trong làng, được bà con làng xóm vô cùng quý mến. Chà, con gì quẩy nước ầm ầm thế chứ? Chờ một chút, ta sẽ cứu chú mày khỏi tảng đá đó nha. Trời ơi, may quá, ông đây rồi. Tôi đi tìm ông nãy giờ. Ông còn tiền không? Cho tôi vay tạm một ít. Ông lại vay tiền để đi đánh bạc phải không? Tôi không thể cho ông vay mãi được đâu. Ôi trời ơi, ông cho tôi vay một lần nữa thôi mà. Ông đã về rồi đấy à. Tôi đang tính mua một con bò để cày ruộng, muốn nhờ ông chọn giúp tôi một con khỏe mạnh một chút. Ông chờ chút, tôi sẽ chọn cho ông một con khỏe mạnh nhất đàn luôn. Con bò của ông đây, nó rất khỏe mạnh, ông sẽ không phải thất vọng vì nó đâu. Hiện giờ tôi đang kẹt tiền, nên có lẽ tôi sẽ trả cho ông sau có được không? Không vấn đề gì, bao giờ có, ông trả cho tôi cũng được mà. Vài ngày sau. Đấy, các ông xem, con bò nhà tôi mới mua được có vài ngày thôi, đã lăn ra chết rồi. Cứ nghĩ là hàng xóm với nhau, ông ta sẽ thật bụng, chọn cho tôi con bò tốt. Vậy mà các ông xem đi. Con bò làm sao thế ông? Chính hắn là người đã bán bò bệnh cho tôi. Kìa, các ông làm gì vậy? Mau bỏ tôi ra. Thả tôi ra. Tôi nào có tội tình gì. Mình vốn sống lương thiện thật thà, vậy mà nay bỗng dưng phải chịu cảnh tù đầy như này. Hình như có con gì cắn ta thì phải. Chết rồi, bị rết cắn rồi, lại sưng phồng lên mất thôi. Người mình nóng như lửa đốt, chắc do nọc của con rết rồi. Không lẽ mình lại phải bỏ mạng ở chốn này sao? Trong cơn mê sảng, người nông dân mơ màng trông thấy con rắn bò tới bên cạnh, miệng ngậm một chiếc lá. Ân nhân hãy yên tâm, chiếc lá này sẽ chữa lành vết thương cho người. Ân nhân hãy giữ chiếc lá này cẩn thận, nó sẽ cứu mạng người khỏi chốn này. Con rắn đâu rồi? Chiếc lá vẫn còn đây, chắc con rắn vừa mới đi khỏi thôi. Vết rết cắn cũng đã biến mất rồi. Vậy là ta đã được chữa khỏi thật rồi. Chiếc lá này thật thần kỳ, mình phải đem cất cẩn thận như lời rắn dặn mới được. Này, không biết vết thương của công tử thế nào rồi ha. Sáng ngày tôi nghe lũ người hầu bảo, chắc khó lòng qua được. Hay mình thử nhờ họ dâng lên quan chiếc lá xem sao, biết đâu lại chữa được bệnh cho công tử. Nghĩ vậy, người nông dân liền gói chiếc lá, nhờ lính gác đưa cho quan lớn. Con trai ta đang tỉnh lại rồi, thật là may quá. Thật là kỳ lạ, vết thương cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Nhờ chiếc lá thần kỳ, con trai ta đã được cứu thoát. Hãy nhận của ta một ly rượu này. Ngươi hãy thử các món ăn này. Đây đều là do đầu bếp của quan phủ trực tiếp làm.
vô cùng thơm ngon. Đội ơn quan lớn ạ. Người này trông cũng không phải người xấu, vậy mà lại bị chịu cảnh tù tội. Ta phải xem lại vụ án này mới được. Người nông dân này vốn hiền lành, ngay thẳng, vậy mà ngươi dám hạ độc con bò rồi vu khống cho ông ấy. Tại sao ngươi lại làm chuyện hèn nhát như vậy hả? Thưa quan lớn, quả thực ban cho con quá. Đến giờ mà ngươi vẫn còn dám cãi chày cãi cối, vậy ngươi hãy xem lính của ta tìm được gì trong nhà ngươi. Thưa quan lớn, sau khi khám xét nhà của hắn, đã tìm được lọ thuốc độc này, chính là nguyên nhân gây ra cái chết của con bò. Dám bày kế để hại người, tội này phải phạt thật nặng. Người đâu, mau giam hắn vào tù. Thưa quan lớn, xin quan lớn hãy tha tội cho người này. Dù gì ông ấy cũng là người làng, lại là hàng xóm bao nhiêu năm với hạ dân. Người quả là người có tấm lòng trung hậu hiếm thấy, đối xử bao dung cả với người đã hại mình. Vậy là nhờ bác nông dân tốt bụng, gã hàng xóm đã thoát khỏi cảnh tù tội. Con mối làm chứng. Ngày mai mà không trả nợ là tao đến đốt nhà đấy, nghe chưa? Ngày mai nhà mình biết kiếm đâu ra tiền để trả cho ông bá bây giờ. Ông ta thật quá quắt. Cả năm qua mình làm công cho ông ta cũng thừa tiền để trả nợ, vậy mà vẫn cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Giờ biết tính sao đây? Ba ơi, ba mẹ làm sao thế ạ? Ba mẹ không sao, con vừa đi chơi về à. Mau vào rửa chân tay đi, còn ăn cơm con. Ba mẹ đi làm sớm, con ở nhà trong nhà và học bài nhé. Dạ. Này nhóc, ba mẹ mày có nhà không? Dạ, ba mẹ con đi vắng rồi ạ. Ba mẹ mày trốn nợ chứ gì? Chúng nó đi đâu? Mau nói thật, không ông đánh đòn. À, ba con đi giết cây sống trồng cây chết, còn mẹ con đi bán gió mua que ạ. Cái gì? Làm gì có thứ công việc nào như thế? Mày đừng có lừa ông. Đừng tưởng mày là con nít mà ông không dám trị nghe. Con nào dám lừa ông? Đúng là ba con đi giết cây sống, trồng cây chết, còn mẹ con đi bán gió mua que thật. Thấy tóm lại nó là công việc gì? Mày nói xem nào. Ôi trời, công việc này cả làng ai cũng biết, mà ông bá hộ lại không biết sao ạ? Thầy à, chẳng qua là cái thứ ngôn ngữ quê mùa đấy, ông không có thèm dùng thôi. Mày nói đi xem nào. Nếu ông bảo ngôn ngữ quê mùa thì ông không cần biết đâu ạ. Còn nếu muốn biết thì ông phải cho con cái gì con mới nói cơ. Thầy mày muốn cái gì? Nếu con giảng cho ông thì ông phải xóa nợ cho ba mẹ con đấy. Xóa nợ ư? Thằng này được, đúng là con hơn cha. Được, ta hứa. Ông không nói dối con chứ? Tất nhiên, lời của ta là lời vàng ý ngọc, nói ra chỉ có chuẩn thôi. Nếu thế thì con phải đi mời một người làm chứng mới được. Thằng này cũng đáo để lắm. Nhưng dù sao cũng chỉ là một thằng phắt mũi chưa sạch, cứ kim đại cái gì nói thôi. Đây, có rồi. Có con mối này làm chứng, nếu mày giảng đúng, tao sẽ xóa nợ cho ba mẹ mày. Nhất trí thế nhé. Ba tôi đi cấy có nghĩa là giết cây sống trồng cây chết, còn mẹ tôi đi bán quạt tre nghĩa là mua que bán gió, đã đúng chưa ạ? Được, thằng này khá. Thằng này khá. Dạ, chào ông bá hộ ạ. Nhà chúng mày thấy tao không sang là cứ bơ đi nhỉ? Dạ, xin ông thư thư cho chúng con ít bữa ạ. Ba mẹ không cần phải khất nợ, ông bá đã hứa với con hủy hết số nợ của nhà mình rồi mà. Kìa sáng, con nói gì thế? Đúng là trẻ con nói nhảm. Tao bảo xóa hết nợ cho nhà mày từ khi nào? Có chứng cứ hẳn hoi con mới nói chứ. Chứng cứ ư?
chứng cứ ở đâu chứ? Tao không lôi thôi với trẻ con. Chúng mày có trả tiền không thì báo. Chúng tôi nếu thế hãy lên quan đi. Lên quan ư? Được. Thằng này khá. Giấy nợ trong tay tao, tao sợ cái gì? Có phải nhà anh muốn quỵt nợ của cụ bá không? Bẩm quan, không phải ạ. Cụ bá đã hứa cho con tôi số nợ ấy, chứ tôi không dám quỵt. Anh đừng có nói láo. Tôi hứa cho con anh bao giờ? Chứng cứ như thế nào? Xin quan cho đội thằng bé lên hỏi thử. Bé con, chuyện như thế nào? Con thử kể đầu đuôi cho ta nghe xem nào. Hôm đó ông bá đến nhà con có ra một câu đố. Ông bá nói nếu con giảng đúng thì ông bá sẽ xóa nợ cho ba mẹ con, còn con mối ở nhà con làm chứng nữa ạ. Thế sao? Nhóc con, mày nghĩ họ sẽ gọi con mối lên để hỏi chuyện sao? Quan đừng nghe nó nói bậy. Trẻ con bịa chuyện mà không suy nghĩ. Làm gì có ai bảo con mối làm chứng bao giờ cơ chứ? Đúng vậy, chẳng có ai bảo con mối làm chứng bao giờ cả. Cậu bé bịa chuyện có phải không? Bẩm quan, con không nói dối đâu ạ. Chính lúc ấy, ông bá chỉ vào con mối đang leo trên cây, bảo nó làm chứng, có vậy con mới giải đố cho ông ấy ạ. Đúng là trẻ ranh, lại nói dối nữa. Làm gì có con mối nào leo lên cây? Rõ ràng là lúc đó, nó đang bám vào cây đũa cả ở trên mẹt đậu trước. Đấy nhé, ông thừa nhận là có con mối đang bám vào mẹt đậu làm chứng rồi nhé. Thế là rõ rồi. Nhân chứng vật chứng đàng hoàng, cụ bá đã hứa xóa nợ cho nhà anh Dần thì phải thực hiện thôi. Đội ơn quan lớn anh Minh ạ. Già đầu còn bắt mưu thằng nhái ranh. Ngu ơi là ngu. Sự tích Hoa Tóc Tiên. Làm nọ, có cô gái tiên tiên, con nhà quyền quý và xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Mái tóc nàng đen huyền trải dài tới gót chân, luôn suôn thẳng và thơm mùi hoa đồng nội. Với vẻ đẹp đó, không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng đem lòng tương tư nàng. Thế nhưng, thay vì chọn một chàng công tử, thì tiên tiên lại vô cùng cảm mến anh chàng Lê Văn, mồ côi giúp việc trong nhà mình. Vì đó là một chàng trai chăm chỉ, thông minh và đầy nghị lực. Cha, bút pháp của anh ngày càng đẹp rồi đó. Thật không ngờ, dù bận quán xuyến mọi việc trong nhà đâu vào đấy, mà anh vẫn dành thời gian để ôn học như thế này. Dạ, cô chủ quá khen. Thật may mắn vì cô chủ đã không quở trách, vì tôi lại làm việc riêng thế này. Anh hiếu học như vậy thì trách sao được. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ nói đỡ anh với cha tôi, để ông cũng tạo điều kiện cho anh ha. Dạ, cảm ơn cô chủ. Ông Lý chu đáo quá. Chuyện trăm năm của các cháu, sao tôi có thể qua loa cho được? Chỉ sợ ông đây chê lễ vật của cha con tôi thôi. Ấy, nào tôi có dám chê gì. Hôm nay ông Lý và cậu cả qua đây thế này là chu đáo lắm rồi. Con gái nhà tôi thật có phúc vì được cậu cả đây để bắt tới. Sao cha lại đi nhận lễ vật của nhà người ta như thế chứ? Không đời nào mình chịu về nhà ông Lý làm dâu đâu. Thưa cha trả lễ vật lại cho nhà người ta đi. Con không muốn lấy cậu cả ăn chơi leo lỏng nhà ông Lý làm chồng đâu. Ô hay, con với chả cái. Mọi chuyện cha đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Con gả về nhà bên đấy không có thiệt thòi gì đâu mà lo. Con đừng có ăn nói linh tinh như vậy, nhà người ta nghe được lại không hay. Thưa cha trả lễ vật lại cho nhà người ta đi. Con không muốn lấy cậu cả ăn chơi leo lỏng nhà ông Lý làm chồng đâu. Còn với cái thật là bướng bỉnh, mình chiều nó quá đây mà, không biết nó chạy đâu rồi. Em không hiểu mình gì hết, sao lại ép mình lấy người như vậy chứ? Dạ cô chủ, cô đừng khóc nữa. Lê Văn, chẳng nhẽ anh chỉ nói với tôi được những lời như vậy thôi hay sao? Dạ cô chủ, ông chủ sắp xếp như vậy cũng là có lý do ạ. Hóa ra bấy lâu nay anh chẳng hiểu lòng tôi. Tình cảm của tôi quả là vô ích rồi.
ơi. Ta biết với thân phận của mình thì cả đời này cũng không xứng với nàng. Nhưng nàng biết không, ta tin rằng với sự quyết tâm và cố gắng của mình thì ta sẽ thi đậu khoa bảng để vinh quy trở về, được đường hoàng hỏi cưới nàng làm vợ. Nhưng e rằng thời gian không ủng hộ ta. Chứng kiến những nhà danh gia vọng tộc sang cầu thân với nàng khiến lòng ta nóng như lửa đốt và vô cùng đau đớn. Chỉ cần chàng thật lòng thương ta, ta quyết tâm sẽ đợi chàng không thành thân với ai hết. Hả? Ôi trời ơi, chuyện gì thế này đây? Ông đuôi mày mấy đâu đây mà mày làm trò gì sao được ông thế này hả? Cha ơi, cha, dừng tay lại đi cha. Còn với chả cay, đồ bất hiếu. Sau khi cha của Tiên Tiên phát hiện ra tình cảm giữa con gái và anh người ở mồ côi Lê Văn, thì ông đã nổi giận lôi đình, đuổi cổ Lê Văn ra khỏi nhà. Còn nàng Tiên Tiên thì chẳng bao lâu bỗng mắc bệnh lạ. Thưa thầy, bệnh tình của con gái tôi có thuyên giảm chút nào không ạ? Tôi đã làm nghề nhiều năm nay nhưng quả thực chưa gặp căn bệnh nào như thế này. Giờ có lẽ phụ thuộc vào ý trời mà thôi. Bao nhiêu thầy lang được mời về cũng đều chỉ biết lắc đầu ái ngại trước bệnh tình của Tiên Tiên. Căn bệnh quái ác khiến mái tóc ống ả ngày nào của nàng cứ rụng và xơ xác dần đi. Con ơi, con của ta. Tiên Tiên, nàng bảo sẽ đợi ta cơ mà. Lê Văn vì quá đau khổ và thương nhớ nàng Tiên Tiên nên ngày nào cũng đến bên mộ người yêu thắp hương và không còn thiết gì học hành nữa, đến nỗi thân hình tiều tụy như xác ve. Tiên Tiên, Tiên Tiên. Lê Văn, chàng đừng vì quá lưu luyến ta đến nỗi quên cả bản thân mình như vậy. Cuộc sống đời trần thế của ta dù chẳng thể dài hơn để được ở bên chàng, nhưng còn chàng, hãy sống tiếp một cách có ý nghĩa và nhớ thực hiện lời hứa với ta nha. Tiên Tiên, đừng bỏ ta. Tiên Tiên, Tiên Tiên, Tiên Tiên, nàng ra đi mang theo tình yêu lẫn hy vọng của ta ra đi. Nàng âm chưa cách trở thế, nhưng nàng vẫn trở về vì lo lắng cho ta ư? Ta hiểu rồi. Kìa, chẳng phải cậu Lê Văn trước làm cho nhà ông Phúc đấy sao? Đúng rồi, cậu ấy đổ bản trở về rồi kìa. Cha cha, thật là giỏi giang mà. Dạ, con chào cậu. Chào cậu. Chào quan lớn. Dạ, má cứ gọi con là Lê Văn là được rồi à? Ôi trời ơi, đâu có được. Giờ cậu đã học hành thành tài, đổ bản thành quan rồi, là chúng ta thật vinh dự, không thể cứ gọi như trước được. Phải, mà ông Phúc biết được cậu trở về giỏi giang thế này thì mừng phải biết. Dạ, con cảm ơn thầy bác. Bà nhân tiện đi, hãy bác cho con hỏi thăm chút là bác Phúc vẫn khỏe chứ ạ? Cậu là ai thế? Cậu muốn tìm ai? Thưa ông, con là Lê Văn đấy. Thời gian qua ông sống một mình không được phụng dưỡng, thật vất vả quá. Lê Văn, tôi nghe đồn cậu đã đổ bản thành quan, giờ cậu về đây để nhìn cái cảnh khốn khổ của tôi mà hả hê ư? Thưa ông, con không bao giờ dám có ý như vậy hết. Từ trước đến nay con luôn một lòng coi ông như cha của mình, nay thì liền không còn nữa. Con xin ông hãy chấp nhận con như bọn người con để con có thể phụng dưỡng ông tuổi già, giúp đàn thị nơi suối vàng có thể an tâm. Thiên là Tiên Tiên của ta không có phúc phận, con phụng trở về đây bán tranh ta ngày ấy đã đuổi cậu đi mà lại còn muốn phụng dưỡng ta ư? Ta cũng không dám nhận những phúc phận đó đâu. Thôi cậu đi đi. Xin ông hãy chấp nhận con sẽ quỳ ở đây đến khi nào ông đồng ý mới thôi.
con của ta. Bao năm qua, ta đã sống trong chuỗi ngày ân hận và đau đớn tột cùng. Con gái của ta ra đi với căn bệnh quái ác là một phần, nhưng đau đớn hơn là nó lại phải chịu ấm ức trong lòng khi bị ta ngăn cấm tình yêu. Ông trời đã trừng phạt ta bằng tuổi già, sự cô đơn và dây dứt. Vậy mà giờ đây, con đã thành danh trở về, bà không ghét bỏ ta, lại còn phải chịu mưa gió lạnh lẽo thế này vì ta hay sao? Cha, xin cho con được gọi một tiếng cha. Con biết thân phận mình thấp hèn, nên đã cố gắng học hành để không phụ lòng cha và xứng đáng với Tiên Tiên. Chính cha và Tiên Tiên là động lực để con có được ngày hôm nay. Vì thế, bằng cả tấm lòng mình, con xin cha hãy chấp nhận con và để con bên cạnh phụng dưỡng cha thay cả phần Tiên Tiên nơi chính suối ạ. Ngày hôm sau, khi Lê Văn cùng ông Phúc ra thăm mộ Tiên Tiên, cả hai vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên mộ ấy mọc lên một loài hoa cánh mỏng dịu dàng và trong trẻo. Loài hoa đó gợi cả hai nỗi nhớ khôn nguôi đến nàng Tiên Tiên xinh đẹp với mái tóc dài mượt mà ngày xưa. Cánh hoa mỏng dịu dàng rung rinh trong gió như một nụ cười hội ngộ. Cũng kể từ đó, loài hoa ấy được gọi tên là Tóc Tiên. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!